bây giờ thì cái món này cũng khá là đơn giản. Đầu tiên chúng ta phải cần có nguyên liệu chính, đó là tàu hũ, lá lốt, bún tươi, tỏi, hành băm, xà lách, rau thơm, chanh, ớt, nấm mèo và nấm hương. Lá lốt là loại rau quen thuộc và được dùng phổ biến trong các bữa ăn. Lá lốt thường được sử dụng ăn sống như các loại rau thơm hoặc làm rau gia vị khi nấu canh. Ngoài là rau ăn lá, lá lốt còn là vị thuốc chữa nhiều bệnh. Khi dùng có thể dùng tươi, phơi hay sấy khô. Trong y học cổ truyền, lá lốt có vị nồng, hơi cay, tính ấm, có công dụng ôn trung, làm ấm bụng, tán hàn, trừ lạnh, hạ khí, đưa khí đi xuống và chỉ thống, giảm đau. Thường được dùng để chữa các chứng đau nhức xương khớp khi trời lạnh, chứng ra nhiều mồ hôi ở tay chân, mụn nhọt lâu liền miệng. Tất cả những cái nguyên liệu này chẳng hạn như là nấm hương, nấm mèo, rồi lá lốt, Ngọc sẽ băm nhuyễn ra. Ủa còn những cái nguyên liệu khác mình làm gì Ngọc? Thì đây em đang sắc ra rồi mình băm nhuyễn ra, sau đó mình sẽ trộn vào với lại cái đậu hũ của anh. Ngọc giới thiệu anh rất là thích bởi vì anh nghĩ nhiều người cũng mê ăn chay lắm. Dạ. Nhưng mà nhiều khi họ thấy hơi đơn điệu á, lúc nào cũng chỉ có rau củ rồi xào hoặc đậu hũ mình cứ chiên lên này kia thôi. Lâu lâu mình chế biến thay đổi, mình kết hợp với nhau một chút thì cái thực đơn mình nó cũng phong phú hơn. Dạ. Dạ bây giờ anh cứ tán ra thêm. Rồi. Rồi bây giờ anh có thể bỏ hành với lại tỏi băm vào. Anh trộn vào đó luôn. Bỏ hết luôn ha. Dạ bỏ hết vô luôn. Rồi. Anh có thể bỏ một ít hạt nêm. Nửa muỗng ha, nửa muỗng đường ha. Dạ. Ít tiêu vào. Và cuối cùng là lá lốt. Lá lốt. Lá lốt chúng ta cũng một ít là để gói ở ngoài, còn một ít đó là mình sẽ cũng băm nhuyễn ra luôn. Rồi lá lốt bỏ vô. Rồi bây giờ. Ủa là đưa cái mặt trái ra. Mặt trái ra. Dạ đúng rồi, để mình gói lại thì nó ra cái mặt kia nó sẽ đẹp hơn. Đó, mình gắn vô. Đó, để mình giữ lại. Sao em làm hai cái đầu đẹp quá vậy? Em nghĩ là chắc bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Và bây giờ mình sẽ áp chảo. Mình bỏ một ít dầu thôi, đừng có để nhiều dầu quá. Mình áp chảo. Rồi. Wow, nó rất là mất. Thích thương đó anh bỏ một miếng đường và nhắc một miếng chanh. Rồi bây giờ mình sẽ ăn chung với lại bún và rau ăn kèm. Rồi, như vậy là cái món này đã hoàn thành xong rồi. Ngon không anh? Cuối cùng thích nhất của anh lại là cái ớt mà em bỏ vào. Bình thường những cái món khác mình không thấy cái vị của ớt, nhưng cái món này đặc biệt là khi có ớt và nó sẽ kết hợp rất là hay. Nó không có bị mượt quá. Cái món này nếu ăn không có ớt nó sẽ bị như vậy. Như bị ngán phải không? Bị ngán, nhưng mà có ớt vào nó hăng hăng lên, nó lạ hơn rất là nhiều. Dạ, nếu như mà anh ăn thêm một ít rau thơm nữa thì em nghĩ nó sẽ còn ngon hơn nữa. Có bún vô nữa thì là quá tuyệt vời. Anh nghĩ có một cách khác để làm, đó là nếu chúng ta dùng nhiều dầu để mà chiên lên thì sẽ một cái vị hoàn toàn khác, là cái đậu hũ bên trong á nó thành hơi giòn giòn. Đúng rồi, bên trong sẽ giòn giòn lên, nó cũng lạ đó. Dạ. Để bữa nào làm thử ha. Ừ, thì trưa nay có lẽ là mình sẽ giới thiệu quý vị là ăn món chả này. Và nếu mà chúng ta thấy chưa no thì chúng ta có thể làm thêm mì xào chay nữa chẳng hạn. Mì xào chay. Buổi chiều thì là mình ăn một cái lẩu nấm chay, và Thanh Ngọc hy vọng là với những cái thực đơn mà Hồ Trung Dũng và Thanh Ngọc gợi ý cho quý vị thì quý vị sẽ có những cái bữa ăn chay cùng với gia đình thật là đầm ấm, thật là ngon miệng, không bị ngán mà thanh tịnh.